chúng con cũng hơi ra trường đấy ạ. Đấy. Thời gian yêu nhau thì trời ơi, em là số 1, chiều em là đâu có cãi nhau gì đâu ạ, mà biết được ạ. Nhiều lúc chồng con mải mê đọc sách, rồi viết sách rồi quên cả vợ luôn đấy ạ. Vợ chồng mới lấy nhau thôi, vợ ấy vợ đi ngủ trước đi nhá. Thế là ngồi đọc sách, viết sách đến 1-2 giờ sáng ạ. Con tủi thân lắm. Ôi thế thì không được rồi, không được rồi. Chào hai bạn, mời bạn ngồi. Lời đầu tiên thì cháu xin phép chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quách Ngọc Tuyên cũng như là toàn thể các quý vị khán giả. Cháu là Nguyễn Tiến Dũng, năm nay 29 tuổi và đến từ Hà Nội. Hiện tại thì cháu đang làm bác sĩ khoa hồi sức tích cực và bên cạnh đấy thì cháu cũng là một tác giả viết sách nữa. Hiểu rồi. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quách Ngọc Tuyên ạ. Cháu là Nguyễn Thị Mến ạ, hiện tại cháu 25 tuổi và cháu đang làm kế toán ở Hà Nội ạ. Nguyên nhân làm sao mà họ gặp được nhau? Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau ở cách đây cũng đã hơn 2 năm rồi. Cháu thì trước đó thì làm trong một cái mối quan hệ tình cảm với cả một bạn cùng đồng nghiệp với cả vợ cháu hiện tại. Đấy, thế thì thỉnh thoảng thì cháu cũng đến cơ quan của các bạn đấy thì cũng là làm quen với cả những cái người mọi người ở trong công ty đấy thì là cũng biết đến bạn này. Tuy nhiên thì cái hồi đấy thì cháu cũng không có một cái ấn tượng gì về cái bạn vợ cháu cả. Cũng không có là để ý hay là liếc mắt hay là tình ý gì cả. Sau đấy thì cái dòng đời nó cũng xô đẩy thôi thì là cháu cũng dừng lại các mối quan hệ kia. Lúc đó ấn tượng của con về anh này như thế nào? Chẳng có ấn tượng gì cả, không luôn hết. Anh là bạn trai của đồng nghiệp của mình đó thì mình cũng không nghĩ gì hết rồi, đúng không? Con không có ấn tượng gì cả, con chỉ gọi là biết thôi. Thế sau đó thì con có nghỉ việc ở công ty đấy thì cái hồi đó thì cũng có kết bạn trên Facebook với cả tất cả mọi người trong công ty của con thôi ạ. Sau đó một ngày không biết có được coi là đẹp trời không thì con thời gian bao lâu? Cách đó phải hơn 2 năm đấy ạ. 2 năm sau. Thì con thấy anh này nhắn tin cho con lúc 12 giờ đêm, lúc đấy con đi ngủ rồi, sáng dậy con mới phải tin nhắn. Dạ, em là lúc đầu mình nhắn người ta giờ đó. Em là em cái thời gian gần đấy là em cũng bắt đầu tia cái cô này rồi. Thỉnh thoảng lại lướt cái story, cái cô này lại đúng cái mẫu người của mình rồi, cao gầy. Thì cháu cũng đã tìm một cái cơ hội nào để mà làm sao mà tiếp cận được với bạn này. Cái hồi đấy cháu cũng rất hay comment dạo ở trên mạng ấy thì là rất nhiều người vào thả ha ha. Thế là trong đấy lại vô tình lại có bạn này. Cháu túm ngay cái cớ đấy rồi, đêm hôm đấy là nhắn tin luôn bảo là tại sao em lại đi ha ha với anh. Anh em có biết ha ha như thế là anh rất là đau lòng hay không? Con rất là bất ngờ luôn, tại sao tự nhiên ngày anh này lại nhắn tin cho mình. Kiểu chưa bao giờ nghĩ là giữa hai người có cái mối liên hệ gì cả đâu, mà ha ha thì cũng chỉ như bao người thôi, mà có phải một mình con ha ha sập bẫy. Cứ có cái cớ đấy là cứ lân la hỏi chuyện thì dạo này em thế nào, cuộc sống em ra sao. Quan trọng nhất là cái câu bảo em đã có người yêu chưa. Bạn bảo là tại thì cũng chưa có ai cả. Thế là ui giời ơi, đúng là chết đuối với được cọc đấy ạ. Đó, nắng hạn sau mưa đó. Nắng hạn sau mưa luôn ạ. Cái buổi mà đi chơi đầu tiên, hẹn hò đầu tiên. Sau đó thì được vài tuần đấy ạ, cũng hơi thành thói quen của con rồi đấy. Ngày nào cũng nhắn tin, hẹn con đi chơi rất là nhiều lần nhưng con cũng không đồng ý đâu. Con mới tức quá bảo là sao câu như thế rồi mà thả lưới rồi thì răng bẫy như thế rồi mà chưa sập. Em mới nghĩ ra một cái cách, đó là ẩn đi một thời gian xem là cái cô này sẽ thấy thiếu thốn như thế nào. Thế là quả nhiên hoài không được mà đổi chiến thuật, đổi chiến thuật luôn đấy ạ. Cái này cũng quen thuộc với em lắm mà đâu. Em cứ làm như là lần đầu tiên em nghe được cái chiêu đó để mà cũng nhắn tin cho con khoảng thời gian. Xong tự dưng thấy 1-2 hôm mà không thể nhắn tin gì cả. Xong lại đăng story lúc nửa đêm là đang đi công tác ở trong Quảng Trị. Chồng nhờ. Đó, con cũng có nhắn tin, con hỏi là anh đi đâu thế? Bạn này chẳng thấy nhắn tin gì cả. Sập rồi đấy ạ. Đến lúc con hẹn đi chơi thì đến lúc đấy là đồng ý ngay rồi. Lần đầu tiên bọn con hẹn hò thì có hẹn ở một quán cà phê gần nhà con thôi. Thì bọn con đầu tiên gặp nhau cũng khá là ngượng ngùng. Xong ngồi được khoảng 5 phút anh ấy lại bảo là em chờ anh một chút, anh xuống lấy quyển sách. Ôi trong đầu con nghĩ là ôi đi hẹn hò mang sách đi đọc hay sao nữa. Mặt cứ nhỉu ra, mặt ủ rũ buồn bã luôn. Thì mới bảo là anh tặng em quyển sách này, đây là quyển sách mà anh viết. Thì ra là thế, con thở phào nhẹ nhõm chứ không phải là mang sách thì để đọc. Hôm nay bọn con đến với chương trình cũng mang cái nhân chứng của cái buổi hẹn hò hôm đấy. Thì hôm đấy là cũng chưa có chính thức gì cả. Thì hôm đấy cũng có mấy lời viết là thân tặng em vì cơ duyên gặp gỡ. Thế thôi ạ. Và hôm đấy là ngày 13 tháng 9. 13 tháng 9 năm ngoái đấy ạ. Năm 2000. Vâng ạ. Sau cuộc hẹn hò mà đáng lẽ tưởng đâu là chán nản đó
là mình có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm đó luôn không, hay là bẵng đi một khoảng thời gian sau? Em cũng răng rất là nhiều bẫy rồi trông rồi các thứ là gài ra hết để răng cái cô này, nhưng mà cô ấy thế nào mà cô rất là tỉnh táo, thế là cô bước qua được hết. Lần đầu ấy là đi xem phim là con cũng lần la tay chân các thứ này, thì là cũng thế cũng em dễ rồi em không ngồi im được. Mà thực ra đến bây giờ nhắc lại nội dung phim mà không nhớ được tí nào, không nhớ sao nhớ được. Chạm tay thì mới đầu cô cũng rụt về, sau đấy thì cứ nắm mạnh một cái xem như thế nào. Thì cô cưỡng cưỡng ra nhưng mà không được, nhắm tay con chặt, bác sĩ hồi sức làm sao mà thoát được tay con. Thế là còn nắm chặt đấy, thế là cô không cưỡng được nữa. Đấy, thế là đến một cái đoạn tình cảm thì là cũng quay sang nhìn nhau một chút xong là hôn nhau, là nụ hôn đầu tiên là ở đấy đấy ạ. Và là ôi có không nghĩ cái anh thư sinh mọt sách này mà có thể kiểu như mẹ đến như vậy đúng không? Dạ vâng, con nghĩ là cũng phải giữ lịch sự một chút xong rồi mọi thứ tiến triển dần dần thôi. Vậy con chưa sẵn sàng tâm lý để làm người yêu của anh đó luôn đấy ạ. Sau khi bị cướp nụ hôn đầu rồi thì tự ngầm xác định là yêu từ lúc đó đấy ạ. Sau đấy thì bộ phim kết thúc trong cái tiếng hò reo cũng như là cái sự cảm động của khán giả mà chúng con cũng không biết không là không hiểu là reo cái gì đây, hò reo cái gì đây. Cũng là đi xe về, thế là con cũng bảo là thôi chắc là cá cũng cắn câu rồi đây, mình thử đưa về nhà xem thế nào. Thế em hồi đấy là liền luôn hả? Liền luôn đấy anh, em không hiểu sao em máu thế anh. nhưng chồng ơi, con cũng có nhà riêng, thế nhưng mà cô này cô vẫn ngồi đằng sau, cô dãy nảy nhất định là cô không chịu, mà bây giờ anh mà cứ đi tiếp là em nhảy xuống xe luôn đấy. Quan trọng lấy cái cớ gì đưa về nhà à? Đấy, bảo là thôi đường xa, bây giờ là hồi đấy bạn ấy là ở trọ với cả, và bảo là thôi bây giờ em về nhà lại lạch cạch bạn cùng phòng, bạn ấy dậy bạn ấy mất giấc ngủ thì sao, bây giờ thì lo cho bạn cùng phòng lắm. Nhất quyết không chịu nghe, thế thôi bây giờ trời không chịu đất thì đất chịu trời, thế thôi còn lại quay xe còn lại thoát được lần đấy, thoát được lần đấy. Thế gì ấy gì thoát không được lần đấy. Là không nhận hàng vẫn thoát chị nhớ. Lại tiếp tục chiến thuật nữa chứ. Dạ vâng, em thua keo này thì em lại bày keo khác. Mấy hôm sau lại gặp nhau, hẹn hò lần này cũng không gian ở ngoài Hồ Tây. Thì là bảo cũng rất là lãng mạn, hai vợ chồng ngồi uống cà phê, nhìn trời trăng sao các kiểu, cũng rất là tình cảm. Cho đến khi là bị có tiếng còi của công an họ đuổi, thôi lại lên xe lại đi về. Bảo chết rồi, hôm nay lại ra khơi về lại không có cá rồi. Thế là lúc đấy con lại nảy số rất là nhanh. Con nhà cũng gần đây, em ơi anh buồn đi vệ sinh quá gì cả. Không, ai cũng vậy mà. Đấy ạ. Đấy thế nào lại hợp bài với anh Tiên thế. Đi ngoài trời nắng trời nóng nực quá vô nghĩ đấy. Anh lại gọi anh đó. Thế làm con mới đưa bạn này về, bạn cứ đứng ngoài cửa thôi. Thế bảo thôi em cứ vào em xoa bụng anh xem thế nào. Răng bẫy đó, răng câu đó. Dạ răng bẫy. Cuối cùng sao? Lại thoát ạ. Khá là tỉnh táo à. Khá tỉnh luôn đấy ạ. Thôi còn lại cúp đuôi, còn lại đưa em ấy về. Đưa em đi về. Dạ vàng ạ. Về nhà xin ngắm chiến thuật tiếp theo. Dạ vàng, thôi về lại tính kế tiếp, tính kế lâu dài chứ. Anh nghĩ là em nên làm tướng. Thế là về ủ mưu, thế là làm sao để mà chinh phục được tiếp. Nhất quyết là không từ bỏ. Lần thứ ba thì thôi lần thứ ba. Đúng là các lần thứ ba đâu con kể lần thứ ba coi. Lần thứ ba thì anh ấy có hẹn con vào một ngày cuối tuần đi thưởng cái mùa thu Hà Nội cô ạ. Đợt đó con đang học thêm ngoại ngữ nữa. Anh ấy đưa con đi uống cà phê xong rồi bao nhiêu dự định đằng sau nữa. Xong mà cũng nắng rồi, hay là về nghỉ một chút đi. Lúc đấy không hiểu sao con cũng xuôi tai, con lại lại đi theo về đi học ngoại ngữ nữa hả? Hôm đó em còn mang theo cả sách vở đi theo nữa để mình có đi chơi, xong rồi đi chơi về xong mình vẫn phải làm rất là nhiều bài tập nữa. Hồi thế là về học ngoại ngữ nhà. Vâng, học ngoại ngữ của mình không học ngoại ngữ, mình học đến bằng không. Dạ vâng ạ. Đâu con tiếp theo đi. Dạ vâng, nó ôm sách về nhà con. Dạ, ôm sách ngữ về thì có học được câu nào không? Dạ mới đầu thì đến cửa thì con cũng rút kinh nghiệm từ lần trước rồi. Lần trước cũng ở cửa thì thế không làm ăn được gì thì con nghĩ bảo là thôi cứ từ từ đã, không phải vội vàng làm gì. Đằng nào cũng bây giờ cá trong chậu rồi. Vâng ạ, cứ rồi. Thế là con mới bảo là thôi em ơi, bây giờ nhà thì nhiều phòng, bây giờ anh có cái phòng học ở đây, em cứ ngồi học đi. Anh nhất quyết là anh không mon men gì lại gần em cả. Em cứ học tập trung, yên tĩnh, không ai làm gì, làm phiền gì đến em. Anh ngồi bên kia, anh cũng ngồi đọc sách, không ai ảnh hưởng gì đến nhau. Thế là con mới đưa nàng lên phòng. Thế là lên phòng được rồi thì con mới bảo em thử sang bên phòng này, thử gọi là cũng tham quan nhà anh xem như thế nào. Thế là thôi con thấy là con cũng có mở sách ra cho nhau.
sau đấy, vài câu cũng là vài câu. Rồi sau đó thì bao lâu thì mình làm đám cưới? Con cũng đưa bạn ý về ra mắt chào hỏi bố mẹ. Thì bố mẹ phía bên phía con cũng rất là ưng bạn này, con cũng lại xin phép về bên nhà bạn ý nữa. Bên phía bố mẹ của bạn ý thì cũng rất là nóng lòng rồi, cũng bảo là bây giờ con gái hai mấy tuổi rồi, người yêu người đường cha thế đâu, cứ dục suốt, thế là bây giờ lại có con ở đây con cứu rỗi, thế là hay quá, mà đồng ý luôn, thế là chốt luôn ạ. Chốt luôn, chốt thì luôn. Là đó là tức là chắc là khoảng hơn 2 tháng là bọn con ăn hỏi ạ. Ướm lâu thế. Yêu những 2 tháng rồi xong bắt đầu mới đám hỏi. Rồi đám hỏi xong bao lâu thì cưới? Tính được cô bé này cũng khó khăn dữ. Khó khăn quá. Dạ, chưa đầy 1 tháng sau là cưới rồi. Vỏn vẹn mọi chuyện là trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là hai bạn lấy nhau được bao nhiêu lâu ta? Đám cưới là mùng 6 tháng 12 đấy ạ, năm ngoái. Năm ngoái. Vâng. Vậy là mới được có mấy tháng hả? Dạ vâng. Như vậy thì đối phương của mình lòi ra những cái tật xấu gì mà khi mà yêu nhau đó, là con chưa thấy? Dạ chắc chắn là có rồi ạ. Ví dụ? Chồng con cũng hơi ra trưởng đấy ạ. Đấy. Thời gian yêu nhau thì trời ơi, em là số 1, chiều em lắm, đâu có cãi nhau gì đâu ạ, mà biết được ạ. Bình thường là con đi làm, con sẽ tan làm lúc 5 rưỡi. Thì hôm đấy con phải làm đến 5:45, 5:50 gì đấy, con phải nhắn tin là chồng ơi em về đây. Thì thực ra là hôm đó bọn con có hẹn với nhau là tối nay nhà mình về cùng nấu ăn. Thì về, ôi trời, con thấy chồng con ngồi trên phòng sách, ngồi đọc sách, con đã thấy kiểu có điểm rồi. Lạ rồi, bình thường vợ về là đã đứng ở dưới tầng 1 để đón vợ, dắt xe cho vợ rồi, mà hôm nay thấy về thấy nhà cửa im ắng, thấy lên lại thấy chồng đang ngồi trong phòng sách nữa, đọc sách cái mặt xị ra. Dạ vâng, đúng rồi. Đó, thế là hóa ra là chồng con giận tại sao vợ không về lúc đúng 5:30. Chỉ trễ có 15 phút thôi hả? Đó, trời ơi. Còn, nhưng mà là do là suy diễn là con đi đâu đấy, với ai hay đúng là lại sợ là 15 phút không làm được cái gì. Rồi sao? Rồi giận lâu không? Dạ, cũng giận một lúc, dù con cũng thấy là con chẳng có gì sai cả đâu á. Nhưng mà thôi, con cũng xin lỗi chồng con, vì con cũng hiểu cái cảm giác của một người rất là háo hức chờ đợi vợ về để hai vợ chồng cùng nấu ăn lâu lâu mà có một bữa như thế mà. Thì con cũng giải đầu tiên là giải thích, xong sau khi giải thích thì chồng con cũng chẳng xuôi gì cả. Thì con cũng xin lỗi, lần sau kiểu nếu có gì thì vợ sẽ nhắn trước. Thế là sau đấy hai vợ chồng lại xuôi xuôi, lại cùng nhau dùng đồ ăn, thế là mọi chuyện lại bình thường. Dạ. Vậy là cái ghen đó là chỉ là ghen về cái sự mà gọi là giống như thay vì như nó không về được đúng giờ thì nhắn một tiếng, nhắn vào lúc 5:30 nó chồng ứng này em bị trễ 15 phút hay là nửa tiếng nha chồng, ví dụ vậy đúng không? Dạ vâng. Đôi lúc giỏi làm nũng tí xíu mà. Ghen là giống như là vợ không coi mình là nhất á. Chứ là ghen vu vơ, ghen với cỏ cây hoa lá thời gian biểu á. Hiểu không? Dạ. Ghen với thời gian biểu, ghen với cái đồng hồ á. Thế là để coi phản ứng của vợ như thế nào. Ủa. Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Nhiều lúc chồng con mải mê đọc sách, viết sách rồi quên cả vợ luôn ấy ạ. Vợ chồng mới lấy nhau thôi, vợ ấy vợ đi ngủ trước đi nhá. Thế là ngồi đọc sách, viết sách đến 1-2 giờ sáng ạ. Con tủi thân lắm. Ôi thế thì không được rồi. Không được rồi. Ít nhất là phải có cái gì đó đi. Trước đây 3 tháng anh răng lưới răng câu, anh đặt trông đặt trước tôi bao nhiêu lần. Thế mà bây giờ là anh lại thờ ơ, anh đi đọc sách thì có mà. Thế sao, thế giờ con mong chồng con thay đổi điều gì? Con cũng không thấy chồng con cũng không phải là có nhiều tật xấu hay gì cả. Thì con cũng chỉ mong là chồng con dù đúng dù sai thì con muốn là trong mọi cuộc tranh luận hay là có giận nhau đôi chút, chồng con sẽ là người xuống nước trước, xin lỗi con trước. Con cũng muốn chồng con là cũng biết cách chăm sóc bản thân hơn, bởi vì cái đặc thù công việc của chồng con hiện tại là cũng rất là bận, rất là ít có thời gian ở nhà. Nói chung là phải biết tự chăm sức khỏe của mình. Tại vì mình phải khỏe thì mình mới lo được cho vợ, lo cho gia đình. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. À, tới con đó. Dạ vâng, con mong chờ lắm rồi đấy ạ. Có dễ dễ nhỉ. Vâng, trước khi mỗi lần con đi nhậu ấy thì là bao giờ con cũng xin phép vợ con đàng hoàng, thậm chí là có lịch con xin phép cả tuần trước rồi. Thế nhưng mà đến cái lúc đấy thì cũng rất là thoải mái, vợ lúc nào cũng ngọt ngào bảo anh cứ đi công việc như thế, rồi thì bạn bè anh cũng phải có mối quan hệ bên ngoài. Úi giời, con mừng quá như mở cờ trong lòng ấy. Thế đi đến nơi thì cũng vui vẻ với cả mọi người, đến lúc là đi về nhà thì mình thành vấn đề ạ. Bắt đầu là mặt mũi là cũng xị, lại xị xuống cũng đó. Là cũng là xị từ lúc mở cửa đến lúc là nhìn mặt đến mãi đến đêm cũng không hết được ạ. Sinh hoạt trong nhà thì bà xã nhà làm sao em?
Mọi thứ chu đáo, gọn gàng, ngăn nắp hết. Vâng, nhìn chung thì các công việc ở trong nhà thì vợ em cũng đảm đang, nhưng mọi mà có phụ nữ gia đình. Dạ vâng ạ, nhưng mà có cái là hơi lười đổ rác thôi. Cứ là mỗi sáng con đi làm là chuẩn bị sẵn cho con rồi, chưa biết là có khi ăn sáng là chưa chuẩn bị, nhưng dậy muộn chẳng hạn. Nhưng mà thôi, cái túi rác đem qua là vâng là cũng để sẵn ở giỏ xe cho anh để anh đi đổ rồi. Thế rồi con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Đến thời điểm này con cứ mong là thôi hai vợ chồng cứ như thế này, tiếp tục như thế này, vẫn yêu thương nhau để mà hạnh phúc với nhau thôi. Bản thân con cũng nghĩ là sẽ phải thay đổi nhiều hơn ạ. Rồi đáng yêu quá ha. Cô chỉ thấy một chút xíu vậy thôi nè. Vì tụi con bây giờ đang sống trong cái giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất á. Có nghĩa là vì cái thời gian tụi con yêu nhau, tìm hiểu nhau nó ngắn. Cho nên là khi mà hôn nhân tới rồi thì vẫn còn trong giai đoạn là tìm hiểu, khám phá nhau. Cho nên là cái thời điểm này nó rất là hạnh phúc. Rất là vui. Thì cô nghĩ là đầu tiên là mình sẽ duy trì cái cảm xúc đó. Và bên cạnh đó thì là mình sẽ bằng một cách nào đó tế nhị thôi, chứ không có nói cho nhau. Em xin chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào cô Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Chú luôn. Con tên là Tuyết Nhung, năm nay con 31 tuổi. Hiện tại con đang làm vẽ tranh trên đá. Dạ, một cái đơn vị làm quà tặng nghệ thuật ứng dụng, sở nghệ thuật Triạc. Con tên là Võ, hiện tại con 31 tuổi và nó là đồng sáng lập của sở nghệ thuật Triạc. Song song đó thì con có một cái lớp học tiếng Anh nhỏ tên là Bob English. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Ấy nhau không kể. Quen nhau sao, nhưng mà em nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ở đâu không? Trong lớp chứ đâu. Thật lào. Con học ở một cái huyện gọi là Tam Nông. Nó có hai trường tiểu học, trường tiểu học Tràm Chim 1 và Tràm Chim 2. Thì lúc đó năm lớp 5. Thì thật ra cái lần đầu tiên nó gặp nhau là cái lần trong hội thi đố em. Em là đã gặp nhau từ dạ, trong chương trình đó. Thì đây Nhung là đội tuyển đố em của Tràm Chim 1. Con là đội tuyển đố em Tràm Chim 2. Nhưng mà thật ra lần đó gặp nhau thì nó cũng nhạt nhòa lắm, không có gì. Đúng mà rồi. Mãi lần học chung với nhau và có ấn tượng nhau nhất là năm lớp 6. Lớp 6 mà nó đã để ý nhau rồi. Năm lớp 6 là bắt đầu con để ý một cô gái khác. Một cô gái khác. Hồi lúc các bạn Nhung có để ý một chàng trai khác không? Đúng ra là con là tương tư ông này từ cái hồi lớp 6. Thật ra con yêu biết yêu từ lớp 2 rồi cô Dân. Con để ý cái bạn kia rồi, đối diện con. Con vẫn chưa thằng con rể cô. Con rể cô là 5 tuổi nó để ý con trong con gái cô rồi. Là lúc đó là con thích cái hình ảnh của một cái người học giỏi, thư sinh. Đó thì con để ý cái ông này là từ cái hồi lớp 6 đến cái năm lớp 10 thì hai tụi con không học chung nhau nữa, chia nhau ra. Ổng thì học khối A, con học khối C. Đó thì cái một cái ngày đó thì ổng tới lớp khối C, ổng đứng ở trước cửa ổng đợi. Con tưởng là đợi con nhưng không phải, đợi bà kia. À tức là con vẫn âm thầm cái bạn đó từ năm lớp 6 cho tới lớp 10 luôn. Không phải cô Dân nhiều lắm em, 1 2 3 4 mà Huệ rồi Kim sầu riêng gì hoa lan gì tùm lum trơn á. Thì thôi con mới quyết định là mình mới tìm một cái hạnh phúc mới. Lớp 11 thì con quen một cái bạn khác và cái bạn này cũng quen một cái bạn khác luôn. Tới khi mà năm 3 đại học luôn thì tụi con cũng bạc tính nhau, tụi con cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Cho đến cái năm mình năm 3 đại học thì con nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó là con đang đi tức mẹ La Vang. Thì anh này mới gọi điện tới hỏi Nhung hả, bà đang đi đâu vậy? Xong con bảo là tôi đang đi chơi. À, bà đi chơi bà mua quà cho tôi nha. Cái ủa, sao tự nhiên gọi vậy? Thì bởi vậy, em nhớ vậy. Tất cả là một sự sắp xếp của anh. Tại vì trước đó là Nhung tặng sinh nhật con một cái hũ kẹo. Là lúc em có tặng anh thích hàng mát lắm. Nghe là cái hũ kẹo mà trong đó sẽ có thêm những cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này. Nó sẽ cuốn lại cho đó. Khi mà mình mở ra mình đọc thì mình biết, ví dụ như đúng, chúc đúng, anh lành hạnh phúc hay là luôn luôn vui vẻ cười nha, vì tôi nhưng thích ông con cười lắm. Lúc đó xong thì hũ kẹo nó bị kín. Sau đó thì bắt đầu con mới phải rửa hũ kẹo đi. Sau đó một ngày cầm hũ kẹo lên thì mới nhớ, thì mới đầu mới gọi điện. Cái hũ kẹo đó là con tặng lúc nào? Thời điểm năm đó là cũng năm 2, năm 3 đại học thì con mới sực nhớ tới ông này. Ủa nghĩa là lúc đó là con vẫn còn thương ông này hay sao? Dạ không, tức là khi mà hai đứa có một cái mối tình hồi năm cấp 3 rồi thì lên đại học là tự nhiên rã ra hết. Lý do gì con tặng ông một hũ kẹo mà nó rất là tình cảm ở trong đó? Nhật, lúc đó sinh nhật, lúc đó là sinh nhật. Dạ đúng là sinh nhật, dạ. Nhiều khi là sếp mà tặng cho thằng kia, bây giờ mà cho ai chơi tặng á. Đúng chưa thay rồi, bắt ông này. Thì uổng quá, cũng lao mình sếp. Qua ông này luôn. Thật ra là cô Dân nói vậy là cũng đúng, tức là con nghĩ là nó chỉ là một cái món quà tặng bạn bình thường. Ông cười đi, tôi rất thích khi ông cười, ví dụ vậy trùng tính tặng ai không được. Như vậy là khi tao làm sẵn rồi, cái tao chưa kịp tặng ai, tao tặng mày về mày tương tư chứ bộ. Vậy là coi như là bỏ là cứ nghĩ là bạn này
vẫn còn thích mình. Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Sau đó là mới gọi điện cho Nhung. Dạ đúng rồi. Là nói Nhung nhớ về tặng cho tôi món quà gì. Nghĩ trong bụng nói trời ơi ông nội này tự nhiên nói vậy giờ không để nó không. Ừ. Thôi mua đại cái gì đó. Thì lúc đó con đi Đức Mẹ La Vang thì nó bán rất là nhiều những bức tượng. Cái con ấy mua một cái bức tượng Đức Mẹ Maria Cẩm Thạch về thì phải tặng thôi. Hai đứa mới hẹn hò nhau. Mà thật sự là bây giờ em không nhớ luôn tại sao mình lại chọn cầu ánh sao luôn vậy. Tại vì cái cầu ánh sao đó là nó rất là nhiều cái cặp đôi đi vô đó. Lãng mạn. Dạ lãng mạn. Mà bước vô thấy ta nắm tay rồi người ta ứ ừ quá trời luôn. Có tà ý sẵn trong đầu rồi. Thấy không? Chuyện gì xảy ra? Cầu ánh sao thì có chuyện gì xảy ra? Dạ. Qua cầu ánh sao thì vẫn như những cặp đôi khác. Chúng con lon ton trung tăng thì mình nói ủa sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy. À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. Là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Nắm luôn chứ. Nắm vậy luôn hả? Hai đứa mới tìm một gốc cây. Ngồi xuống gốc cây cái con này nè, tặng quà nè. Cái này cái tượng này hay lắm nha. Cái tượng này là nó phát sáng trong lúc tối đêm tối là ông trưng dạ lên bàn thờ là nó sẽ dạ quang ra. Đẹp lắm đẹp. Xong cái ông lấy cái áo khoác á đụm đầu ông vô cái ông la lên sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nổi tới mấy cường cẩm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng cái còn mới chui cái đầu ông vô cái tự nhiên ông không còn cái chắc cái tự nhiên ông không còn cái chắc dính. Trời ơi cái kế hoạch của con sao, con nói cô nghe coi. Con đâu có kế hoạch gì đâu, con bị dụ mà. Ủa, con bị dụ mà tại sao lúc đó con dụ lại con chơi cú chót vậy? Con nghĩ là cái này nó xuất phát từ trong quá khứ nhiều hơn á. Con nghĩ là thật ra trong quá khứ là lý ra là con với Nhung đã yêu nhau từ năm lớp 8 rồi chứ không phải là mình phải đợi tới năm 12 hay là tới năm 3 đại học này nọ đâu. Lúc đó còn nhỏ quá mà, ý là bạn gái là phải đẹp. Bạn gái phải cao ráo hot girl này nọ tại đợt đó mình trong trường mình cũng có số máu mà. Nhung có một cái là rất là thấp thì chính vì cái đó thật ra lúc đó cũng rất là có cảm tình với Nhung á, nhưng mà đợt đó con nghĩ là chính vì cái đó mình không quen. Sĩ diện tuổi học trò đúng rồi. Sau đó tới năm lớp 11 giả vờ hỏi ủa bà có bạn trai chưa. Nói chưa. Cái lúc đó mình cũng mừng mình tưởng thiệt nhưng mà ai ngờ nó giống. Tại lúc đó trong lúc đó là Nhung cũng đâu chờ mình hoài được, lúc đó cũng quen một người khác rồi. Đúng ra là con đã có cảm giác của mẹ từ lúc đó rồi. Dạ. Chờ cơ hội thôi đúng không? Dạ, đúng ở đây rồi. Mình phải nói vấn đề nếu như không có chủ đích mà săn đúng cá đó hoặc là săn thỏ đó thì lý do gì mà kêu người ta không quà. Không, không có chủ đích thì thành. Nhưng vậy mà tại sao nghĩ là cái can đảm ở đâu ra mà con dám cưỡng hôn người ta ở trong cái áo toàn đó. Là tất cả mọi thứ trong quá khứ á, với lại những cái môi trường xung quanh nữa. Nhung đi chơi thì cũng có make up này nọ kiểu. Đến bây giờ con vẫn tự tin là ông bữa đó ông gài con. À. Mặc dù là mình thích ông trước thôi nhưng mà ông đâu có đồng ý. Nhưng mà tới khi mình không có sẵn sàng nữa, mình bình thường hóa cái mối quan hệ thì ông làm những cái việc như vậy. Ông chủ động với tôi. Tôi có giá hơn mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Như vậy thì hai bạn coi như là quen nhau, là có gặp nhau thường xuyên không? Tính ra là cái mối tình của tụi con là yêu xa nhau nhiều lắm. Xong khi mà ra trường thì Võ đi làm dầu khí ở Vũng Tàu, con thì ở Sài Gòn. Trưa công ty thứ bảy mới xong, cứ là 12 giờ cái bon một cái là bắt đầu là con chạy xe máy ra leo lên xe Hoa Mai đi cái vèo xuống dưới Vũng Tàu thăm ổng. Còn cái ngày nào mà ổng đi dạng khoan mà nguyên một tháng là cứ ổng đáp ổng vô bờ liền á là bắt đầu là ổng mặc nguyên cái bộ đồ mà dầu khí mà bộ đồ màu cam mà nó dính cái quần nguyên cái áo luôn đó. Dạ là mặc nguyên bộ đồ đó leo lên xe mai đi về tới đây Nguyễn Thái Bình con ra con đón. Là con mỗi lần con bước xuống con thấy xúc động lắm. Nhưng mà tụi con thời điểm như vậy là mất bao lâu? Yêu xa là khoảng 3 năm nhỉ? Dạ đúng rồi. Rồi tụi con yêu nhau được bao nhiêu năm thì cưới? Tụi con yêu được 4 năm. Bên nào là hối cưới? Con hối cưới. Để anh kể lại khúc này một xíu nữa. Cái khúc mà cưới này nó mới hay nè. Trước đó đi làm dầu khí, công việc rất là tốt, thu nhập rất là ổn, tiền rất là nhiều. Mà đúng là lúc đó là tiền nhiều thì rủng rỉnh túi. Lúc đó rất nhiều người nói là Nhung quen Võ vì tiền. Rất nhiều lắm, nhiều lắm. Từ năm 2014 tới năm 2016 là tụi con yêu xa. Tới năm 2016 đùng một cái khủng hoảng dầu khí xảy ra. Thì lúc đó nó cắt giảm nhân sự và con bị sa thải. Tới cuối năm 2016 về lại Sài Gòn thì lúc đó chưa làm gì cả, mức lương từ 40 triệu rớt cái bạch xuống còn 4 triệu. Cái giai đoạn mà Nhung đòi cưới á không phải là giai đoạn mà 40 triệu. Đó là giai đoạn 4 triệu. Đã yêu thiệt mà chứ đâu phải cái chuyện người đời người ta nói gì kệ người ta đi. Dạ, đúng rồi. Con chỉ muốn thêm vào một chi tiết ấy là một người có thể gắn bó với mình lúc mình giàu cũng như lúc mà mình không giàu thì người đó chắc chắn sẽ đi với mình lâu dài. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ tụi con cưới nhau được 4 năm. Dạ. Rồi có mấy bé rồi? Dạ có một bé 20 tháng. Một bé như vậy là về ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết đúng không? Chờ em nói trước đi. Anh nói trước đi. Thôi, anh nói trước mà còn em không nói được nữa. Em nói trước đi. Thật ra là ngày xưa thì con bực dọc ổng nhiều thứ lắm. Tính con thì hay kiểu khó tính. Ông này thì được cái là ổng hay chọc, hay xàm xàm á, nên là con cũng hơi bực bội mà một ngày cãi nhau cũng đau chắc 10 mấy lần á. Con thì rất là khó ngủ, ổng thì ngáy. Ngáy dữ lắm cho nên nhiều khi ngáy vậy thì mình bực bội mà. Chồng có vô tâm không? Dạ dạ có. Ví dụ như là hồi đợt con đi về với lại quê của anh Võ, con đi đám cưới của con của một bác nào đó, bạn gái mà mới về thì cũng được dòm ngó lắm. Con chào bác, con chào cô, con chào thím, con chào mợ, con chào ông, con chào bà. Chào hết đó. Dạ chào hết đó. Dạ nói chung là chào hết. Dạ hiền. Thì cái thâu chào đó nó tốn khoảng đâu đó khoảng gần tiếng đồng hồ cho cái tiệc đó. Thì lúc đó mình cũng hơi cồn cào nè. Tới lúc mà con định ăn thì con nhìn lên trên cái chén của con nó không có đũa. Thì ông mới quay ông hỏi em ăn đi em, ăn đi. Cái con nói đũa rồi. Thì ông mới nói ủa vậy không có đũa hả? Ừ kiếm đũa em ăn. Dạ dạ mời con vô. Dạ chú thím là để vợ mình đi mình. Dạ. Anh một hồi thì con mới khát nước quá, con mới quay lại anh ơi cho em miếng nước đi. Thì mới nói ủa em không có nước hả? Đi kiếm nước em. Dạ đó là không có miếng nước luôn mà cũng không có cái gì luôn. Ý là con quên, con nghĩ là có tay mà, có tay đúng không? Vũ Thịnh đâu phải là không có tay đâu. Mấy cái chuyện mà ví dụ mà như đội nó mạo hiểm hay là tặng hoa vợ ngày kỷ niệm hay là cái gì đó thì nói chung là nói với con là con quen rồi. Là không có xảy ra. Dạ dạ. Tất cả cô gái đều muốn ví dụ như lên xe đi anh sẽ cài nón bảo hiểm nhá, hoặc là anh gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm đúng không? Hay là chứ sao ai mà không muốn được phụ nữ là đi. Tại vì á con biết không, có những ông chồng á ngộ lắm, vô tâm tới cái mức như vậy nè. Nhưng mà không phải là vô tâm nữa mà chỉ là vô tâm với vợ thôi. Ví dụ như vô cái bàn tiệc vậy đó. Gấp cho hết mọi người. Gấp cho hết phụ nữ các thứ. Vợ mình quên cái có. Còn cái gì nữa không nè? Dạ. Yeah. Con nhớ rồi. Mới cãi nhau nãy luôn. Ổng thích quậy. Ví dụ như là con pha cái ly cà phê, mỗi lần con mở cái bình giữ nhiệt con lên là không còn miếng nào. Mà ý như rằng nha, nói nhiều là anh ơi anh đừng uống chung với em nữa, hai đứa pha hai ly đi. Không thích uống chung con, thích quậy á, cái mỗi lần con uống ủa hết rồi mà chưa hớp được miếng nào luôn. Hai hớp ba hớp rồi ổng tu một lần là coi như là như uống trà đá vậy đó. Đó là vô tâm hồi nãy thôi. Nói tóm lại là Quốc chỉ có một cái là vô tâm thôi. Là mong muốn thay đổi là cái bớt vô tâm thôi đúng không? Mong muốn thay đổi hiện tại con là anh đừng muốn chung nước với em nữa. Còn vấn đề là không phải là mình muốn chung mà làm biến pha. Là phải có người, nếu mà có người pha riêng cái là được làm biến. Vậy là dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó. Con nghĩ cái điểm mà xấu nhất cũng như là tốt nhất của Nhung đó là kiên định á. Ý là nếu mà nói về hướng tích cực là kiên định, còn nếu mà nói hướng tiêu cực là lì. Tới lúc nấu đồ ăn mình đói quá rồi, tới 12 giờ và mình có một cái tật xấu là cũng nếu mà có gì ăn anh thọng đại họng cũng được nữa. Không, em phải nấu cho nó thật là chuẩn chỉnh. Nấu tới 2 giờ chiều wow lắm. Nhưng mà nếu mà một lần thì mình có thể tha thứ đúng không? Nó kéo dài trong nửa năm. Bây giờ là con mong muốn Nhung thay đổi gì? Nếu mà nói theo kiểu đạo đức giả là anh không cần em thay đổi gì cả, anh yêu con người của em rồi. Nhưng mà nói kiểu đạo đức thật là ý là thật ra cho dù em thay đổi cỡ nào cũng sẽ có cái không hài lòng thôi. Vậy con nói với Nhung ý là thay đổi cũng được thôi, nhưng mà mình sẽ cảm thấy xa lạ. Và mình cảm thấy cái người đó mà phải người mình yêu không, vậy thôi mình đi yêu một cái cô thôi. Nào đó chứ cần gì phải yêu cô này. Nói chung là nghe các bạn chia sẻ những cái câu chuyện cho dù là những cái câu chuyện về quá khứ các bạn yêu nhau như thế nào và ai là người coi như cưa, ai là người chủ động trong tình yêu, hay là đến cái chuyện mà các bạn hiểu nhau trong cái cuộc sống hôn nhân của các bạn thì thật ra ngay cả chuyện khui tật xấu các bạn khui cổng ra đó mà. Đã cũng thấy được là trong cái đời sống hôn nhân các bạn gần như là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Thực ra là đối với tụi con á, cô tin cái điều mà Võ có nói hồi nãy là với một cái người mà họ đồng cam cộng khổ với mình từ lúc mà mình có nhiều tiền cho đến lúc mà mình hết tiền ha. Cô tin chắc là tụi con sẽ có thể nắm tay nhau đi một con đường rất là dài. Thì mong là tụi con sẽ là như thế. Dạ xin chào anh Thuận, xin chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Vy, em là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Công việc hiện tại của em là bán hàng online và phụ chồng kinh doanh bún đậu. Thế con nhiêu tuổi rồi? Dạ con à? Dạ con 34 rồi. Đấy, em nhìn nó cứ như 24 á. Em không nói tuổi, anh không biết thật em 34 luôn. Nhìn nó cứ như là nhi đồng thổi tai ấy nhỉ. Ôi ơi, xỉu nhi quá cơ. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán. Trời
đấy, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Cái nãy tao vừa chúc 100 đấy thấy. À, tao chúc 100 rồi. Bây thêm giờ một cái nữa là coi như kỷ niệm 10 quán. Ăn cho đã luôn ha. Rồi bây giờ tới khoa đó em. Dạ con chào cô Hồng Vân, em chào anh Vũ Thuận cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vy ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ kém vợ con 3 tuổi ạ. À. Ô. Dạ. Ba đã biết được con sắp 34 ạ. Không hề biết luôn. Dạ. Ô, thế anh không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm cả. So với vợ con thì con già lắm ấy. Dạ vâng, thật sự thì con cũng kém tuổi hơn vợ con cho nên là con cố tình con make up hay mặc đồ con cũng muốn mặt cho nó già dặn tuổi một chút xíu chứ thật sự nhìn mặt con rất là non cô ạ. Không, con nói thật. Con đừng ảo tưởng, bắt đầu kể từ bây giờ giờ đi con không cần phải make up gì cả. Con vẫn già hơn vợ con đừng ảo tưởng. Rồi bây giờ nè, thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em nó bắt đầu như thế nào. Đó, Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Ừ, kể cơ duyên nào tụi con gặp nhau. Dạ. Vi kể đi em, dạ. Khoa nói nhiều lắm. Đó, bây giờ Vi kể đi. Dạ, tụi em gặp nhau lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài à. Là em đi xem thôi, bạn em rủ em đi xem. Tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó. Thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi. Chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ. Hâm mộ anh Đức. Dạ. Đi xem chương trình, hình như chương trình Cười Xuyên Việt. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, cái 2015 ấy ạ. Là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn á cô. Lần đầu tiên thấy không thiệt mà anh, em nói thiệt là bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Mà còn để tóc giống em y chang vậy nè, tóc bum bê á. May sao? Quá chị lại xem hôm chị lại xem nó ở cái hôm nó độc thoại mà cái gì cuối cùng là con gửi lời cái gì dạ, với cái bố đó trước ạ. Bố ơi con nhớ mẹ. Bố ơi con nhớ mẹ quá. Đấy thì em xem thì em giống như là em bị ấn tượng, em ấn tượng, em thấy vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Dạ. Đó thì cũng ấn tượng nhưng mà lúc đó chưa làm quen. Đến tuần thứ hai ấy, em đi xem tiếp thì bắt đầu hả diễn ở đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu mà hay nhìn xuống em ngoài chắc là cũng để giao em lưu lúc đó rồi. Là giao lưu chứ em không phải là cứ... người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu, thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Thế nhưng mà sao con lại cứ nhìn Vi? Lúc ấy là con đã ấn tượng với Vi chưa hay như thế nào? Dạ thì thật sự thì khi mà mình đứng trên sân khấu thì tự nhiên mình nhìn ở bên dưới có một cô gái thì tự nhiên là mình thấy cũng khá ấn tượng, mình cũng nhớ mặt trên sân khấu, mình cũng nhớ cái tóc mặt dài đấy mà ảnh thích cái mái tóc của con. Lúc mình diễn xong thì đây là người đầu tiên xin chụp hình với con ạ. Dạ. Lúc đấy là con mới vượt được đang chưa được vào làm nghề ạ. Thì từ bé đến giờ là cái người đầu tiên mà lại xin chụp hình mình cho nên là mình ấn tượng ấn tượng luôn từ lúc đó. Tức là chụp hình chung với ngành hài là giả gái đó. Dạ không, tuần sau anh tuần sau nữa lại. Nhưng mà con tả Vi lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ, nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang thế này. Cũng nhuộm vàng như thế này. Dạ. Đó. Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là ad Facebook, ad Zalo đồ. Về thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này xong rồi em thấy tên cái em vô, thấy đăng Mạc Văn Khoa cái em vô, em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Như vậy là em gửi tấm hình cho Khoa. Dạ. Khoa có phản hồi lại liền không? Dạ có, trả lời liền luôn. Trả lời sao? Dạ. Nhớ không? Khoa, Khoa trả lời sao? Lúc mà bây giờ em phải hỏi cảm giác của Khoa chứ. Khi mà con nhận được cái tấm hình đó. Dạ thì sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? Rồi. Sau đấy lại rất là chẳng vậy đó hả? Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên đấy anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về em chẳng vậy. Hồi đó là không có đâu đúng không? Mới đi làm thì làm khuya, vợ con làm khuya thì làm thì vô tình xe bị hư thì kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Con mới, dạ vâng, con mới lúc con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ thì con mới mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị thì con chạy thế con đón Vi sau đấy thì lúc ấy thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu. Thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi, thế sẽ đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò. Xong đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi. Mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái kinh phí của mình nó không đủ ăn trong áp lực cô ạ. thì nói chung là
Không, mà thật ra lúc đó là không có tiền, em không có tiền trong người bởi vì là đúng rồi, là lúc đấy, lúc đó là nó đang, nó vừa mới thi xong mà lại được đi làm rồi, thi lại còn phải đầu tư vào cho thi cử nữa đúng không? Bây giờ sao, cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì có gì lần sau thì anh thanh toán anh bù, bởi vì lúc đấy mình cũng chưa yêu nhau mà mình chỉ đang lấy thôi, nhưng mà đấy là cái lần đầu gặp mặt thì cũng hơi thế. Lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Lần sau đi chợ thì con có cắm một chiếc laptop Acer ạ, thời sinh viên có được 800.000 ạ. Đi chơi. Dạ vâng, thì hôm đấy thì hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Anh hỏi Vi nghe, cái lúc mà nghe Khoa nói là anh quên mang tiền á, thì lúc đó cái phản ứng của em như thế nào? Và em hiểu được cái hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Dạ, tại vì lúc đó em cũng bình thường mà, em tự lập cũng lâu rồi đó, cho nên em cũng quen rồi đó. Em cũng không muốn mắc nợ, tại mình chưa là gì của nhau hết mà. Rồi tới lúc cầm cái laptop 800.000, có 800.000 có rủng rỉnh số tiền. Không, là đi ô sinh tố này kia thôi. Hôm đó thì ăn gì? Hôm ấy thì trở về xong ăn gì? Tụi con thích ăn mấy cái như là bún riêu, bún bò, rồi quán sinh tố thôi ạ. Rồi cơm tấm với lại... Dạ, cơm tấm ạ. Dạ, cũng may là chỉ bào những món rất là... Trong đại chúng đấy, rất là đại chúng. Nhưng mà bún bò, bào lẩu bò hay là sushi thì con quá chết luôn. Sau này con mới bảo mấy món đó, rồi lúc đó con chỉ ăn vậy thôi. Là cái đêm đó là cái như 800.000 là rủng rỉnh, xài thải ra đúng không? Dạ. Nạp tiền điện thoại anh, tại vì lúc đó ảnh còn xài cái điện thoại nhắn tin bằng văn bản chứ không có nhắn mạng. Đó, một ngày nhắn, em nhớ là nhắn khoảng 84 tin nhắn trở lên, không mà nhắn, rồi em nhắn nhiều lắm. Đó, nhưng mà con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ. Chứ mình đi ăn là mình thấy anh mới cắm cái laptop này, em cứ ăn đi thì nó cũng hơi ngại. Nhưng mà bây giờ là có chuộc là cái laptop. Dạ không, mất luôn rồi ạ. Đâu có chuộc. Vấn đề bên này nhưng mà bị hư mất rồi, bây giờ thì hư mất rồi ạ. Dạ, laptop là kỷ niệm lắm. Bây giờ thì có một cái laptop với lại một bộ quần áo, cái bộ quần áo mà trong tiểu phẩm Độc Thoại là con vẫn giữ làm kỷ niệm. Còn Vi sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của cái chương trình đó thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi Vi đều đi theo để mà đều đi ủng hộ xem, đúng không? Xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là giống như là con ái mộ bạn ái mộ Khoa thôi đúng không? Hay là lúc đó là đã yêu nhau đến cái vòng gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau rồi. Là như chính xác chính thức là yêu nhau là ngày 5 tháng 6 2015 đó. Nhưng mà về chung kết là 12 tháng 6 2015. Về cái việc gọi là tỏ tình đó thì anh Khoa anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ tỏ tình thì là em tỏ tình, nhưng mà chắc là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường. Vẫn quan tâm chăm sóc nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết. Con bực mình đó, con cứ câm lặng. Dạ, lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Sao không? Dạ con trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á. Nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính, rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lúc đấy với lại kiểu như là hai đứa cũng tìm hiểu lâu rồi thì trước cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ấy thì vợ con muốn là nói thật chung kết thẳng vâng, ra trước cái ngày chung kết thì khi mà vợ mình đã kiểu như là đã lót đường, đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới thôi không ạ. Nhưng mà đùng một cái Khoa coi như là được giải thưởng, được giải đứng cao và được khán giả yêu mến. Vậy thì lúc đó là khi mà anh nhớ lúc đó là Khoa hình như là chưa công khai, chưa công khai Vi đúng không? Dạ, dạ. Chỉ công khai với gia đình thôi ạ. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Dạ, tới mà... đám cưới của anh Giang ạ, anh Trường Giang là 2018, ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới. Rồi tiền bạc này cũng rủng rỉnh đúng không? Xô cổ. Dạ cũng có trang trải một chút ít đấy, nhưng mà em ghét các thứ quá trời. Đó, lúc đó đó. Đó. Thì nó có khác hoặc là Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì áp lực bắt đầu thì em bị áp lực nhiều ạ. Áp lực gì? Dạ, như là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bung vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Tài và chính những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay trắng là... tin chửi em nữa ạ.
nhắn tin riêng vô Facebook em nhắn tin ngoài riêng nói em mê chị. Tiền ra thì còn nói em gì nữa? Dạ lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả, nhưng mà mê trai trẻ rồi bắt đầu biết rồi bắt đầu nói cái gì đủ thứ hết. Sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền bắt đầu đi sửa sắc đẹp, nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn. Kệ mình làm dạ, dâu không. Của người dạ gọi lúc là đầu nổi tiếng không thì quen mình, dạ, không quen thì vẫn buồn khóc nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì nhan sắc ấy ý là không nhỉnh bằng Vi. Không nhỉnh. Về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Tới ngày hôm nay thì cũng chẳng có tiền gì đâu cô ạ. Chỉ có tình cảm mọi người thôi. Còn thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn, bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong về sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm mà. Nhiều khi không hỏi thăm con luôn, toàn con hỏi thăm vợ thôi. Con như dở mặt với con luôn ấy. Đấy, bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Con bắt đầu có cái ý tưởng là mở bún đậu mắm tôm là từ lúc nào? Tại sao con lại chọn cái mô hình đó để con làm? Thật sự thì nó cũng là cái duyên của ạ. Hôm đấy đợt đấy thì con mới lại con vẫn đi làm thôi, còn cũng chưa nghĩ tới kinh doanh gì đâu. Thì con có hai người cháu ở ngoài Bắc thì vào trong này, thì trước cũng học bếp thì vào trong này đi xin là làm phục vụ làm bếp ở những cái quán ăn ở trong này ấy, thì làm được 2-3 tháng thì không có cảm thấy không có theo được. Thì mới quyết định thì về thì mới con là cậu thì mới gọi con ra thì mấy cậu cháu tâm sự thì lúc đấy nói thì thôi thì đừng có về ngoài đấy, dù gì cũng học bếp thì nghĩ ra một cái món gì đấy của ngoài mình đi bán trong này xem có được hay không thì lấy tên cậu bán. Thì tình cờ hai đứa nó mới về nó kiếm, nó mới nghĩ ra quán món bún đậu mắm tôm thì mới lại bán cái đấy. Thì không ngờ là được quý vị khán giả ủng hộ mà thật sự con đăng lên con không nghĩ được là hôm sau quý vị khán giả tới mà không dám kéo cửa lên đấy. Bởi vì là mọi người tới đông quá mình sợ không phục vụ được hết. Và mình bị quá là nó tới quá là nhanh luôn và không dám kéo cửa luôn, là chuẩn bị mới mở ra một cái là hết sạch bún luôn rồi. Xong là từ đấy thì mới mọi thứ tới đâu thì mình sẽ học hỏi thêm, mình cố gắng làm sao cho nó hoàn hảo nhất. Coi như cứ lộc tới mà ập vào mặt không thể nào đỡ được luôn á. Chính vì thế mà bây giờ đã có cái tiệm số 9 rồi, em ăn rồi luôn rồi. Thì chị cũng ăn rồi. Mà em là cái người không biết ăn bún đậu mắm tôm. Tại anh miền Tây, anh không ăn được cái mùi mắm tôm. Nhưng mà anh vẫn ăn được. Và bằng chứng là anh vẫn là một trong những khách hàng ở Trần Quang Khải. Là anh ăn với anh Minh Tuấn hàng xanh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Có chủ động để mà gọi là trong lần đầu nắm tay hay là lần đầu hôn má? Em chủ động rồi, hết. Rồi hôn môi, đừng nói em chủ động hết nha Vi. Em chủ động hết nhưng mà có hôn môi thì ảnh chủ động. Còn em thì em thích cảm giác lúc nào đi đâu cũng là nắm tay hết. Cảm giác rất là an toàn. Dạ, nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5 tháng 6 ạ. Trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Rõ luôn. Thật sự thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy. Thì con đứng trước gương thì con cũng thử đưa cái mặt. Mình hay tập diễn mà thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên nên là tại vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi thì hai bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Thì lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động dạ, đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không bị sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Xong là những lần sau thì mình bạo hơn một chút xíu, hôn lâu hơn chút xíu. Nhưng mà sau đó là có kinh nghiệm rồi cho nên là nó quyết liệt hơn đúng không Vi? Dạ cũng không hơn gì mấy mà chút à. Ảnh cũng hay nhát cao quá đúng không? Không, đúng không? Ảnh nhát hơn những người bình thường á. Sau cái hôn đầu tiên đấy thì là đến cái hôn thứ nhì nó có đánh xoẹt một phát như thế không? Hay dạ, là nó phải đọc lại chứ? Dạ, cũng xoẹt xoẹt rồi cô ạ. Thế bây giờ cô hỏi thật, cô hỏi thật đấy, trong 7 năm yêu nhau cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất?
Dạ chắc là lúc biết con có bầu á cô. Dạ lúc mà con báo là có em bé đó. Dạ. Thế lúc đó là sao con? Lúc đó là sao con? Kể nghe xem là. Ôi dồi ôi, con được làm bố rồi. Ôi dồi ôi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Mà hôn bụng. Khó diễn tả lắm ạ. Nó tới một phát mà giống như mình, nó lan tỏa ra mà mình không biết nói cái gì. Mình chỉ biết, ôi dồi ôi, con được làm bố rồi. Nó tới, nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động nữa. Thế nghe trong đầu con lúc ấy, con nghĩ là con sẽ thích một đứa con trai hay một đứa con gái? Dạ con thì... con nói thật luôn là trai với gái đối với con không quan trọng ạ. Đối với con có con là con sướng rồi, bởi vì thật sự tại con hơi khó. Hai vợ chồng con cũng lúc ấy cũng chưa cưới đâu, cũng xác định là cưới ấy thì lại dịch thì hai đứa cũng cứ thả hơn 2 năm mới có được em bé. Vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn có lưỡi mà cũng chưa được ạ. Ôi yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chúc. Ôi giời ơi gớm, anh Thuận chúc được. Chúc hên lắm mà. Ôi hên lắm, thề. Con không xem hên khủng khiếp. Ôi trời, cô nói con nghe nhá. Riêng mà anh Thuận anh chúc buồn cười lắm con ạ. Không biết người như này mà sao thành ông mụ thì không hiểu được. Bây giờ anh Nam muốn biết cái lúc mà Khoa nó cầu hôn á, cầu hôn nó nói như thế nào và thể hiện như thế nào, có nhút nhát không biết? Dạ, tức là cầu hôn con trước khi tức là sau khi có em bé rồi hay là trước khi có em bé? Dạ sau khi có em bé mới cầu hôn con đây ạ. Rồi tháng 4 ạ. À là trước khi đám cưới đúng không? Dạ đúng rồi. À tức là sanh em bé rồi. Dạ. Ồ. Dạ. Ủa sao để lâu chứ vậy Khoa? Em bị ngược á. Bình thường là người ta sẽ cầu hôn sau đó đi thử váy cưới rồi đi chụp hình rồi làm đám cưới. Còn có con tụi em là có con, còn tụi em là có con sau đấy là cầu hôn. À có con sau đấy là đi chụp ảnh cưới, thử váy cưới rồi mới cầu hôn ạ. Đấy, tức là ngược lại đấy. Ngược lại. Ừ. Thế là, lúc ấy con cầu hôn nào? Dạ cầu hôn chắc ở một nơi rất là lãng mạn đúng không? Dạ, tại quán bún đậu ạ. Bún đậu, tại quán bún đậu mắm tôm. Dạ. Cơ ngơi sự nghiệp người ta mà. Bây giờ làm ngay tại quán mình luôn và sẽ đóng quán một hôm và tự tay mình sẽ trang trí, tự tay mình set up buổi đấy, thì sau đó là đi mua hoa về Tết rồi trang trí, rồi cột, thậm chí là trang trí một cái tấm hình vuông ấy, sau đó là in hình trái tim lên, sau đó là bong bơm bong bóng thổi muốn hóp hết mồm luôn cô ạ. Ui rồi thổi bong bóng rồi đó, cột tay này kia rồi đính lên, mà đang mua nó lại thiếu hoa. Hoa lại chạy đi mưa gió sòng sọc chạy đi mà ui rồi nó tan nát hết bầu trời nó. Đúng ngày cầu hôn mưa to dã man luôn. Và lúc ấy cầm thiếu hoa mà mời vợ, hôm đấy là mời vợ là 7 giờ là hôm đấy sẽ làm một cái bữa tiệc trước khi là đi, trước khi là làm đám cưới đấy, một bữa tiệc là tiệc độc thân này ăn kia, ăn uống gia đình thì sắp tới giờ rồi, sau đó là chạy loạn lên và đúng là cũng kịp ạ. Xong là đúng lúc vợ tới cái, xong là mở lên mở nhạc lên rồi lãng mạn dắt vợ vào, ui rồi nhìn thấy bất ngờ và cái đấy là mình cảm thấy là mình đã làm được một điều bất ngờ cho vợ trong vòng 7 năm. Sướng luôn. Dạ, vì lúc đó Vi kể tiếp Vi có không? Cái trạng thái còn sao Vi? Tại vì hôm đó bình thường là các quán là con coi camera được hết luôn, thì hôm đó cúp camera nói là sửa quán, là anh lên sửa quán, tối 7 giờ em lên anh nấu ăn với mọi người thôi. Thì con cũng mặc đồ rồi cũng sửa soạn chút tại gặp gia đình. Cái vừa tới là mở cái cửa kéo lên nha, là thấy nến, hai hàng nến dài đi vô tới trong, rồi rải hoa đầy hết luôn, rồi nguyên một cái trái tim, rồi hình hai vợ chồng. Nên là bất ngờ vợ chồng mình, tại vì 7 năm là toàn là em là bất ngờ thôi, chứ chồng em là chưa làm cái gì cho em bất ngờ hết. Vậy hả? Dạ. Cô lại cứ nghĩ nó nhiều chiêu trò lắm. Dạ. Em không nghĩ gì đâu. Nhiều khi mình thấy những khoảnh khắc đấy nó không bất ngờ đâu. Mình nhiều tặng vợ bó hoa thôi, nhưng mà vợ thì lại đối với vợ đấy là cái bất ngờ. Ví dụ sau đợt cầu hôn thì con rút kinh nghiệm. Dạ. Đó, nhưng mà thế có tặng nhẫn tặng nhiếc thì không, có quỳ xuống quỳ rớt lết sẻn xuống rồi nói anh yêu em hãy làm vợ anh nhé? Dạ có cả tháng đó lần. Nói xong là con khóc, con hòa lên khóc luôn. Tại như là mình không khóc mới lạ đó. Dạ. Mà hôm đấy rất là may luôn, bởi vì là đằng trong trước khung cảnh đấy là đằng sau là toàn mắm với bát đũa ở kia, đằng sau bàn ghế. Thì đúng lúc hai đứa xong xuôi hết rồi là đi vào ngồi ăn thì cái đấy nó bị sụp xuống ạ. Trời ơi, bởi vì là gấp rút quá. Ui giời may quá. Em đấy là đang quỳ xuống mà nó sụp xuống, nguyên cái hoa nó nặng quá nó sụp xuống. Có một thằng em tội lắm thì cũng phụ ông anh là buộc hồ rồi trang trí hoa này kia, vừa vào nhà vệ sinh vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo ra, vừa tới nơi cái nó sụp luôn. Ông chụp được tấm hình với anh chị luôn. Mà đúng là vừa xong cái thì nó sụp xuống. Em có thấy ngày hôm đó là ngày thử thách của em không? Dạ thử thách. Trời thì mưa tầm tã luôn. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là nói xấu nhau. Đúng không? Vì biết vì xem nói xấu nhau ấy con. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không Vi?
Chồng em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi, chứ còn không là bừa bộn, tức là bừa bộn đúng không con? Dạ. Thế còn gì nữa không? Kể nhiều ra đi em. Đoạn này là khán giả rất muốn biết đây. Dạ, dạ không ạ. Nóng tính là con. Nó có nhây không? Dạ cũng nhây. Nhây nhây hay kiểu tát 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 cho mặt mình đó cô, kiểu nhây 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 cho mình bực mình khó chịu. Nó có những cái tật nhây lầy nào khác ví dụ mà tát không? Em kể một vài tật điển hình đi. Dạ không, ngay chồng không, chồng ngoan lắm ạ. Cái khó bóc phốt chồng được lắm. Thế còn bừa bộn, bừa bộn cỡ nào? Dạ theo bừa con, bộn mà nếu mà không có con thì chắc cái nhà rác lên tới cao. Thế là quăng, quá bừa quăng rồi. Kiểu quăng thoải mái vậy. Level cao rồi. Xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo anh mặc hôm chương trình này hôm chương trình kia là phải con tìm, chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm. Ê, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Có ghen không con? Dạ không cô, con thèm được ghen mà không ghen. Không ghen à? Dạ. Từ sao lúc yêu đến bây giờ luôn con thèm được cảm giác chồng ghen. Về ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi. Còn con không con ghen luôn chưa, chưa bao giờ. Bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Dạ. Nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương mà sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con, không thể nào mà vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được. Nhưng mà câu hỏi này, ví dụ như là khi mà chẳng hạn hai đứa cùng xem chung một bộ phim nào đó chẳng hạn, mà vợ con nó buộc miệng lên nó khen cái chàng trai ở trong phim nó đẹp, ui anh nó đẹp dai quá này, con khó chịu không? Dạ không ạ. Chỉ có con buột miệng thôi là khó chịu với con thôi, chứ còn con buột miệng em ấy xinh quá là mặt. Vợ con nói thật luôn, con nó không ấy, còn bởi vì nó có bù trừ cho nhau á. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Là cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào không? Giống như cái bếp ga anh là bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Cắn thừa sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa khoa? Dạ vâng, lâu rồi, lâu rồi ạ. Lúc đó chưa cưới. Lúc đó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có cái động cơ nó phải nặng lắm cho nên mới cắn luôn. Dạ ghen đấy ạ. Ghen với ai? Ghen trong nghề hay ngoài nghề? Hay là ghen phong long ở trong một người bạn nào đó? Bạn đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Dạ. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn của với lại bạn con nữa thì bạn của bạn không đấy cũng không nhớ là vì sao nữa, nhưng mà đôi khi thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị không bị ngắn gọn quá bị giống như kiểu là xúc tích con quá thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ đâu, nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi, xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con mới bắt đầu là nói chuyện lại. Rất là thẳng tính luôn ạ. Và nhiều khi là ví dụ như trong một quản lý một cái quán thôi thì đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề, thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây thì thẳng quá thì nhân viên nhiều khi khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cản nẻ quá, con là nhiều khi lại chiều nhân viên quá, cho nên là đôi khi nhân viên là cũng phải có người này người kia cô, chứ hai người đứa đều lúc nào cũng phải khác nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn là đi mua sắm online. À có. Dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ, và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn. Đôi khi con ra con lấy hàng xong rồi điện, anh ơi con thằng đen nó vẫn ở ngoài nhá, anh vào anh khóa cửa, là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Đấy, là biết tên tất cả mọi người luôn, và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi, bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết giả. Nói chung là ở nhà thì mua cho con không có gì đâu ngoài đồ, và đôi khi thì nhận là vẫn một câu cái này em mua cho con, cái này em mua cho con. Và đúng là nói chung là lướt mạng xã hội có thể chán, nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không chán bao giờ, lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì Mạc Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vậy thôi anh ạ. Không thay đổi gì hết. Có bớt mua sắm không? Ghen thì cũng đã bớt ghen rồi, nóng tính thì cũng đã bớt nóng tính rồi. Con mong là bớt suy nghĩ ạ. Dạ. Bớt suy nghĩ nặng lẽ, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Đôi khi thì mình cứ sống nó thoải mái thôi. Mình đã lấy nhau, đã có con với nhau rồi, làm đám cưới nhau rồi, tin tưởng nhau. Không nên bớt suy nghĩ nó quá nặng lẽ. Suy diễn bớt suy diễn đi đúng không? Suy diễn. Thế còn Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không?
hoàn hảo quá rồi đúng không? Dạ. Đó. Em cứ nói thẳng ra. Thì giống như lúc cưới thì em nói là chồng em là đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo. Ừ. Nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn. Rồi chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều đó. Hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hung con rồi phải hung vợ nữa. Giờ hung con thấy chưa? Ôi đó là rồi. Một cái điều ước là chính xác luôn á, một cái mong muốn thế quá tuyệt vời bây giờ luôn. Chốt một mong muốn thôi bây giờ. Không có quyền mong muốn nhiều thứ hơn dạ. Mong muốn còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Dạ bây giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi. Hai mẹ con phải ngang ngang nhau chứ. Chết chưa. Chứ mai mốt con mà đẻ nữa là con dẹp qua một bên luôn á, con dành hết cho hai đứa con rồi con dẹp qua một bên luôn. Thôi vì dành nhân hôm nay nè. Một cái kỷ niệm nha. Xong đi rồi anh chúc. Dạ. Anh chúc nha, anh chúc là dính đó nha. Dạ. Thì bây giờ đó anh muốn khoa ha, nhân hôm nay mình đàn ông mà đúng không? Dạ. Có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không? Đó, dành một cái lời nói, một cái sự bày tỏ gì đó với Vi trong chuyện ngày hôm nay. Thực ra cô thấy vậy nè. Cái tâm trạng của Vi á là cô có thể cô có hiểu được một chút đó khoa, có nghĩa là gì nè. Quen với con từ lúc mà con còn là một cái gọi là một người mới tinh ở trong nghề đúng không? Đó, đồng hành với con suốt luôn như vậy là 7 năm rồi. Thì cái đám cưới mới diễn ra cách đây là 2 tháng thôi, yeah. Đúng không? Thì thực ra qua cái đám cưới đó thì mới thực sự là danh chính ngôn thuận với tất cả mọi người trong nghề cũng giống như là đối với khán giả. Thì như nãy con vừa mới nói đó, hôm nay lên lại mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, tự nhiên cái cảm giác nó ùa về đúng không? Thì chắc chắn Vi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà hôm nay đây sẽ là lần thứ nhì một cái hình ảnh mà nó lan tỏa tất cả, gọi là một cái sự danh chính ngôn thuận ha, khắp cả nước rồi cả nước ngoài luôn đúng không? Thành ra là ngày hôm nay nếu mà con làm được một cái hành động mà phải nói là lãng mạn nè với Vi là cô ấy sẽ rất là hạnh phúc. Cái đó là cô nói nghiêm túc đấy.